chồm được 2 tháng rồi thấy con người nó khỏe quá. Lúc đầu thì coi như không có bao giờ tin, thôi kệ, cứ mình cứ ấy về vậy để vô. Sau thấy là càng ngày càng thấy đã quá, rồi thấy trong người mỗi ngày mỗi lần đi tiểu mình thấy nó thải ra nhiều cái chất, nó khai hơn đó. Rồi thấy mà trong người cái thực chất là thấy trong người càng ngày càng khỏe mạnh, tất cả cái gì nó cũng tốt, thậm chí là giống như là sinh hoạt với vợ con rất là tốt. Đó, thật sự là